Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1985, cầu Thăng Long Hà Nội đã góp phần không nhỏ trong giao thông vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội. Đến nay, sau hơn 30 năm khai thác, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Để nâng cao tuổi thọ đáp ứng giao thương đi lại, việc sửa chữa cầu đang được tiến hành khẩn trương, bảo đảm cuối năm sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Chỉ đạo của Bộ thì sẽ cố gắng là sửa để đảm bảo là êm thuận và trong một cái thời gian dài. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là chọn một cái phương án tốt nhất, cố gắng tối đa để sửa chữa toàn diện cái mặt cầu Thăng Long. Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 240 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp cho công tác quản lý bảo trì quốc lộ, được khởi công vào ngày 9 tháng 8 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Sửa chữa sẽ đặc biệt khắc phục hằn lún bề mặt, đòi hỏi phải sử dụng công nghệ tối ưu. Các kỹ sư của Trường Đại học Giao thông Vận tải được lựa chọn nghiên cứu công nghệ mới để đưa vào khắc phục vấn đề này. Chúng ta sẽ bóc và tẩy làm sạch toàn bộ cái lớp phủ cũ, tiến hành là hàn các đinh neo, bổ sung các lưới cốt thép. Đây là công nghệ được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã được áp dụng tại cầu Thuận Phước của Việt Nam. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, việc sử dụng công nghệ này có nhiều lợi ích trong tiết kiệm chi phí, độ an toàn cao và rủi ro thấp nhất. Hiện nay thì khi chúng tôi tìm hiểu công nghệ này thì thực ra cũng là một quá trình rất là lâu. Chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ, sâu cho cái cây cầu này và chúng tôi nghiên cứu rất là rộng trên toàn thế giới. Thì cái công nghệ này thì đối với châu Âu thì đã được áp dụng khoảng từ năm 2000 tới đến năm 2010. Thì về mặt cơ bản họ đã tăng cường hết tất cả các cầu dạng đặc tướng như cầu Thăng Long. Đấy, còn gần đây thì các nước như là Nhật, Trung Quốc, cái pha thứ hai sửa chữa và tăng cường, và thậm chí là cái thiết kế mới hiện nay là họ thiết kế như là chúng ta đang tăng cường trong cái sửa chữa này. Các chuyên gia cũng cho biết việc sửa chữa cầu Thăng Long sử dụng công nghệ hiện đại có độ tin cậy cao, đáp ứng được mục tiêu tạo ra dính bám giữa lớp phủ với bản mặt thép, tăng cường độ cứng khung, kết cấu chịu lực nhằm kéo dài tuổi thọ của cây cầu. Vì vậy, các chuyên gia ưu tiên sử dụng thiết kế bản mặt cầu nhẹ có độ tàn hồi cao. Trình thi công sửa chữa cầu cần đảm bảo độ bền từ 10 năm. Chúng tôi muốn giới thiệu đến các chuyên gia Việt Nam một nguyên liệu cho lớp phủ mặt cầu để phát huy hết tính ưu việt của công nghệ mới. Với công nghệ này của chúng tôi đã được sử dụng rất nhiều tại các nước châu Âu và Mỹ, và đặc biệt là ở Nhật Bản của chúng tôi. Chúng tôi cũng tin tưởng là chất lượng của loại vật liệu mà chúng tôi giới thiệu, chi phí cho cả vòng đời dự án là điều chúng tôi quan tâm, thay vì việc phải sửa chữa nhiều. Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định việc sửa chữa cầu Thăng Long đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, kết quả sẽ là minh chứng cho quá trình lựa chọn cân nhắc để cây cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân. Sẽ hoàn thiện được công nghệ. Thì cũng báo chí là công nghệ này thì nó mới, tức là mới chuyển giao về Việt Nam thôi. Thế còn công tác kinh nghiệm trên toàn bộ trưởng rất là được. Với 16 năm kinh nghiệm cung cấp mấy hàng đinh neo, đinh chống cắt cho các công trình nhà xưởng, công nghiệp và hầu hết các công trình cầu vượt thép trong nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nam Vượng tự tin tranh thầu cung cấp mấy hàng đinh neo tại công trình cầu Thăng Long. Sau nhiều vòng tranh thầu với sự kiểm tra giám sát hết sức chặt chẽ của Viện Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Giao thông, thì ngày 20 tháng 9 năm 2020, mấy hàng đinh neo của Nam Vượng đã chính thức có mặt tại cầu Thăng Long. Với công trình cầu Thăng Long, Nam Vượng đã huy động số lượng máy hàn đinh neo 40 máy của nhà thầu. Hàng triệu chiếc đinh neo được hàn lên toàn bộ bản thép mặt cầu. Mỗi chiếc đinh neo có chiều cao 5 cm. Công nhân thay phiên nhau sử dụng máy hàn hồ quang để công việc được thực hiện khẩn trương. Mỗi phút, một tờ hàn gắn xong 4,5 đinh neo. Lưới thép cũng được gắn kiên cố trên các đinh neo, sẵn sàng đổ lớp bê tông siêu tính năng. Tại những vị trí đã đổ xong bê tông, được rải một lớp ni lông để chống thoát nước, ông tính năng siêu cao. Để đảm bảo chất lượng thì tư vấn giám sát cũng luôn nhắc nhở các cái nhà thầu là tuân thủ các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, cũng như nhất là cái công tác thi công hàn đinh neo và cái công tác thi công bê tông UAT. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì phóng viên báo Giao thông đang có mặt trên cầu Thăng Long để theo dõi tình hình thi công trên cầu.
và hiện nay các chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành các giai đoạn cuối để có thể tiến hành đổ bê tông trên mặt cầu trong giai đoạn 1. Mười tám giờ ba mươi ngày 27 tháng 9, 120 mét nửa mặt cầu Thăng Long được đổ bê tông siêu tính năng UHPC đầu tiên với kỳ vọng đảm bảo độ bền trên 10 năm. Việc sửa chữa cầu Thăng Long lần này sử dụng công nghệ mới để tăng cường độ cứng khung, kết cấu chịu lực của cây cầu. Theo đó, để tạo bám dính giữa bản mặt cầu và lớp bê tông nhựa, công nghệ mới đưa ra giải pháp hàn đinh neo trên bản mặt cầu, sau đó đổ bê tông siêu tính năng và thảm bê tông nhựa tạo êm thuận cho mặt cầu. Trong buổi đổ đầu tiên, đinh neo và lưới thép được sử dụng để cố định mặt cầu với bê tông siêu tính năng UHPC có hàm lượng cốt sợi kim loại cao, chịu biến dạng tốt, do đó sẽ ngăn được hiện tượng xô trượt bê tông với mặt cầu trong giải pháp phủ bê tông nhựa lên bản thép mặt cầu như trước đây. Với cường độ chịu nén lên đến 120 đến 150 MPa, gấp 3 đến 4 lần bê tông thông thường, bê tông tính năng siêu cao UHPC còn có khả năng chống thấm rất tốt, đáp ứng được yêu cầu của việc phòng nước ngấm xuống bản mặt thép. Dự kiến để đổ xong bê tông UHPC toàn bộ mặt cầu Thăng Long phải mất đến 38 lần đổ như thế này. Có thể nói là đến ngày thời điểm này thì chúng tôi đánh giá là tiến độ vẫn đảm bảo theo đúng cái tiến độ mà đã được đề ra, và mọi công việc thì đã được triển khai một cách rất là bài bản, khoa học và đáp ứng các cái yêu cầu đề ra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Như chúng các bạn biết thì hôm nay là buổi cái giải đầu tiên với diện tích khoảng 900 m², cho với chiều dài 112 m và một cho một nửa mặt cầu là 8m25 và khối lượng bê tông đổ là khoảng 70 khối. Trong quá trình làm thì chúng tôi cũng đã lường trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, thì cũng đã cho phép là sử dụng các cái mái che để chúng tôi sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công 3 ca liên tục và đảm bảo các cái hạng mục thi công được cách là phối hợp một cách nhịp nhàng, từ công tác là tẩy rỉ sơn mặt cầu đến hàn đinh, giải cốt thép và đổ bê tông UHPC. Phải nói là các cái hạng mục là làm việc cuốn chiếu. Cầu Thăng Long là tuyến đường giao thông trọng điểm của thủ đô, được đưa vào hoạt động từ năm 1985. Trong quá khứ, cầu Thăng Long đã nhiều lần được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo chất lượng. Trong đó, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long năm 2020 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 240 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ ngày 16 tháng 8 và dự kiến hoàn thành sửa chữa vào cuối năm nay để kết nối với đường vành đai 3 trên cao sắp hoàn thành.